Chào các bạn, mới đây Trung Quốc đã làm một việc khiến cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các quốc gia có quyền lợi liên quan, phẫn nộ và lên tiếng phản đối mạnh mẽ. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra và vấn đề này ảnh hưởng đến Việt Nam ra sao? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu các bạn nhé. Mới đây thì cảnh sát biển Trung Quốc thông báo là sẽ thực hiện quy định mới bắt đầu từ ngày 15 tháng 6. Quy định này sẽ cho phép cảnh sát biển Trung Quốc bắt giữ những người nước ngoài vượt biên trái phép mà không cần xét xử ở vùng biển tranh chấp, bao gồm cả vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia khác mà Trung Quốc tự ý tuyên bố chủ quyền. Người nước khác mà vi phạm sẽ bị Trung Quốc bắt và giam đến 60 ngày. Ngay trước khi Trung Quốc công bố quy định mới, thì hạm đội do một xã hội dân sự Philippines triệu tập, bao gồm khoảng 100 tàu đánh cá nhỏ, đồng thời được dẫn dắt bởi 5 tàu đánh cá lớn. Đoàn tàu này đã tuyên bố phản đối mạnh mẽ Trung Quốc bảo vệ chủ quyền mà họ cho là của Philippines. Thế nhưng mà đáp lại thì Trung Quốc cũng không cảm thấy chút quan ngại nào. Ngược lại thì họ còn cử thêm rất nhiều tàu lớn ra khu vực mà Philippines muốn đòi lại chủ quyền. Tất nhiên là Philippines chỉ dừng lại ở việc hô hào phản đối thôi, còn tàu Trung Quốc toàn vũ khí hạng nặng, không ai dám nhảy vào chiếm đảo, kể cả có Mỹ bảo hộ. Dẫu vậy thì giữa Trung Quốc và Philippines gần đây vẫn xảy ra các cuộc va chạm vào nhau, các cuộc đối đầu và chạm trán gần giữa tàu bảo vệ bờ biển hoặc là tàu dân sự của Philippines với các tàu dân quân và cảnh sát của Trung Quốc đã trở nên thường xuyên hơn trong 2 năm qua. Trong đó tàu của lực lượng dân quân và cảnh sát biển của Trung Quốc thì lớn hơn, họ đã sử dụng vòi rồng cực mạnh để xua đuổi các tàu của Philippines. Lần này thì vì quy mô rất lớn nên là hạm đội Trung Quốc và số lượng tàu dân sự của Philippines có thể sẽ xảy ra các cuộc va chạm rất nguy hiểm. Tính đến ngày 21 thì Trung Quốc đã triển khai 5 tàu bảo vệ bờ biển và 6 tàu dân quân gần bãi biển đang tranh chấp, đồng thời triển khai thêm khoảng 25 tàu dân quân biển ở vùng biển bán kính 100 km xung quanh. Có thể nói rằng Trung Quốc không có gì ngoài số lượng tàu các loại, lấy thịt đè người, không ai qua nổi Trung Quốc. Trước đây thì cảnh sát biển Trung Quốc thường ngăn chặn, cảnh báo và xua đuổi các tàu dân sự của Philippines xâm phạm vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố là thuộc chủ quyền của Trung Quốc, nhưng mà chỉ xua đuổi thôi chứ không bắt. Còn bây giờ, với thủ tục pháp luật mới, cảnh sát biển Trung Quốc có thể lên tàu và bắt giữ các thuyền viên của Philippines có liên quan và giữ họ tới 60 ngày. Hơn nữa, việc này không liên quan đến truy tố pháp lý mà chỉ là giam giữ hành chính thôi. Thậm chí việc giam giữ này cũng không cần xét xử. Như vậy là Trung Quốc đã cho phép họ được bỏ tù người nước ngoài tới 2 tháng mà không cần xét xử. Còn về phía Việt Nam thì vấn đề này, Phó phát ngôn Đoàn Khắc Việt nhắc lại quan điểm lập trường của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa trên Biển Đông. Khi được hỏi thông tin Trung Quốc ban hành quy định cho phép lực lượng cảnh sát bắt người nước ngoài bị nghi xâm phạm biên giới trên biển, thì ông Việt cho biết là Việt Nam luôn kiên quyết bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam tại các vùng biển, cũng như lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam, phù hợp với luật biển năm 1982 và luật pháp của Việt Nam. Cũng tại buổi họp báo này, Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam phản đối hành động vi phạm chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa khi mà Trung Quốc đưa tàu bệnh viện đến đây. Có thể các bạn chưa biết là trước đó, truyền thông Trung Quốc đã đưa tin rằng có một tàu tên gọi là tàu bệnh viện hữu ái thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam đã tới nhiều thực thể thuộc quần đảo Hoàng Sa để kiểm tra sức khỏe cho các binh sĩ đồn trú trái phép tại đây. Tàu hữu ái còn tham gia huấn luyện chuyển người bị thương trong tình huống khẩn cấp, sơ cứu tuyến đầu và hỗ trợ tàu thuyền hư hỏng trên biển. Đây là con tàu thuộc lớp Tai 919, có lượng giãn nước từ 4 đến 5.000 tấn, chiều dài khoảng 100 mét và có cả sàn đáp cho trực thăng. Mối quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc thì đã trở nên xấu đi kể từ khi ông Marcos nhận chức vào năm 2022. Như các bạn thấy là Philippines đã tranh chấp liên tục với Trung Quốc về các thực thể ở Biển Đông, đồng thời xây dựng mối quan hệ quốc phòng chặt hơn với đồng minh quân sự lâu năm là Mỹ. Khác với lập trường thân Trung của ông lãnh đạo trước, thì ông Tổng thống Marcos hiện tại đã liên tục cáo buộc Bắc Kinh là có những hành động hung hăng trong vùng đặc quyền kinh tế mà Philippines cho là của họ, bao gồm cả việc sử dụng vòi rồng và chiến thuật va chạm để xua đuổi tàu Philippines. Dưới thời ông Marcos thì Philippines đã tăng gần gấp đôi số căn cứ mà quân đội Mỹ có thể tiếp cận, bao gồm 3 địa điểm mới đối diện với Đài Loan. Trung Quốc coi những hành động này của Philippines là hành động khiêu khích. Mỹ và Philippines là đồng minh lâu năm nên thường xuyên tập trận quân sự chung, nhưng các cuộc tập trận thời gian gần đây thì đã mở rộng quy mô hơn trước. 2 tuần trước, hai nước đã tuần tra chung trên Biển Đông và cả khu vực gần Đài Loan.
Dẫu vậy thì phía Philippines vẫn nói rằng Philippines muốn giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông với Trung Quốc một cách hòa bình, nhưng mà kêu gọi Bắc Kinh là hãy đừng có quấy rối. Như vậy là chúng ta đã cùng tìm hiểu về quy định mới của cảnh sát biển Trung Quốc ở Biển Đông. Và họ có thể bắt và giam một người tới 2 tháng mà chẳng cần xét xử gì, bất kể đó là người ngoại quốc. Không rõ là với tình hình hiện tại thì mọi thứ sẽ thay đổi ra sao. Philippines thì giờ đang nghiêng hẳn về phe Mỹ, sẵn sàng đáp trả nếu Trung Quốc có những hành động mà Philippines không thể chấp nhận. Liệu rằng hòa bình có còn được lâu không? Chúng ta hãy cùng chờ xem các bạn nhé. Còn các bạn đã xem video, xin chào và hẹn gặp lại.